Nhậu cũng là một ưu điểm đúng không ạ? Nhậu được không? Dạ. Mấy lon bia? Chắc khoảng tầm chục. Tầm chục. Mà em bảo là mà vợ mà cá tính mà chị được mày á, thì là về nhà là không phải rửa bát, không phải nấu cơm, là mà em làm hết cho. Hai. Xin mời nhà gái. Nào, mời bạn trai. Em xin chào tất cả mọi người. Cả trường quay anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Em là Nguyễn Trường Giang. Em năm nay 25 tuổi anh. Em đến từ Nam Định. Em làm ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà làm công tác ở trên Lâm Đồng. Nghề nghiệp của em là đi công trình. Em là chỉ huy trưởng. À dạ, chào chị Hồng Vân. Chào anh Quỳnh Linh. Em là Thanh Xoan, hiện tại cũng là 25 tuổi. Hiện tại đang công tác tại quận 7, đang làm trưởng phòng của công ty bất động sản Alio. Bây giờ thì đàn gái cho chúng tôi biết một chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm đi. Ưu điểm của em thì chắc là về trong công việc thì em sẽ là hoạt bát, linh động, tự lập, cũng biết nấu ăn. Nhậu cũng là một ưu điểm đúng không ạ? Nhậu được không? Dạ. Mấy lon bia? Chắc khoảng tầm chục. Tầm chục. Chục lon. Wow, em có nghe không em ơi? Có chị ạ. Thế em bao nhiêu lon nào? Hơn bạn xíu thôi. 12 lon hả? 15 lon? Tầm 40 lon ạ. 40 lon ạ. Ôi trời ơi. Em thì dân công trình mà bảo không biết nhậu thì cũng trời sẽ ơi, sai. Trời ơi, chết rồi. Cả nhà gặp tử kỳ rồi. Còn em, ưu điểm khuyết điểm là gì? Ưu điểm của em là người khá là trung hòa mọi thứ, có là không có điểm mạnh gì. Trong công việc thì em là người xử lý vấn đề tức thời nó tốt. Nhưng mà lại không giỏi cho vấn đề là lập kế hoạch lâu dài. Gọi gì nhỉ? Không chỉnh chu cho mặc, có hút thuốc này, có nhậu này, nhiều điểm khác mà em chưa nhớ ra. Tật xấu của em bên đây là gì? Chắc em cũng lề mề. Hẹn mọi người thì em sẽ khoảng là tới sau 30 phút một tiếng. Rất là lề mề, hay nóng tính. Có chút đỉnh nhậu nữa đúng không? Yeah. Có hút thuốc không? Dạ không ạ. Em có mấy mối tình rồi? Em thì có một mối tình, nhưng mà mối tình nó khá lâu, là 10 năm. Nhưng tại sao lại chia tay? Bọn em chia tay, đấy là giai đoạn mà em và bạn ấy bắt đầu ra trường ạ. Hai người xung khắc về chỉ hướng làm việc, cuộc sống nên dẫn đến chia tay. Đến nay bao lâu rồi? 3 năm. 25 tuổi mà ông 13 năm ông yêu, thế ông yêu từ năm bao nhiêu tuổi? Ông nói tôi nghe xem. Em yêu từ năm cấp 2 chị. Ôi giời. Tôi phải sang tôi nhìn mặt ông tí. Hai. Sau mối tình đó em có mối tình nào khác nữa không? Không mối tình nào khác chị. Một phần là cũng vì công việc, một phần là hồi xưa em yêu thì thấy cuộc đời nó chỉ có một màu thôi. Bây giờ em không yêu nữa thì cuộc sống cảm giác nó muôn màu. Thôi vậy sống đừng yêu đi. Nhưng mà cho nó có nhiều màu cho nó đẹp. Nhưng mà đến giai đoạn này chẳng hạn, như em thấy là em đi suốt đi công trình thì nhậu, toàn ăn và nhậu thôi. Đến lúc mà về nhà chẳng hạn, thấy hàng xóm đang nấu cơm ấy, thì cái cảnh gia đình ấy, thì lúc đấy là cảm giác rất là buồn. Tại vì đi công trình là thường cô đơn một mình mà. Thì lúc đấy em nghĩ là đến lúc giai đoạn mình nên lập gia đình. Rồi bây giờ còn tình trường của em sao nào? Cũng trải qua nhiều. Động lại thì chắc là được 3 mối tình. Lý do tại sao chia tay cả 3 mối tình? Cái người đầu tiên á thì em nghĩ là chắc là bạn ghen quá, thì bạn ấy có một chút vũ phu. Còn bạn thứ hai á, khi mà về gia đình rồi mới thấy là bạn ấy trong gia đình thì quá là gia trưởng. Sau rồi đến mối tình thứ ba á, thì em thấy là bạn ấy quá là keo á. Keo kiệt bỏ luôn. Thế em mong muốn cái người bạn trai của em là phải có cái mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em mong muốn là bạn trai mình sẽ cao khoảng tầm 1m7, da ngăm ngăm đen cũng được, không còn trắng. Đi công trình có ai trắng đâu. Em thấy này chuẩn này đấy. Em đặc biệt là thích răng, nghĩa là bạn trai em răng phải đẹp. Răng em đẹp không em? Đưa chị xem để kiểm tra coi nào. Rất được. Dạ. Em có gia trưởng không? Một chút gia trưởng. Em có vũ phu không? Không. Em thôi. Sợ bạn gái bắt nạt đấy. Em đó. Để anh qua kiểm tra nhà gái coi sao. Nhưng mà em trai muốn một mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Là người có tính cách một chút, cá tính một chút ạ. Cá tính nó nhậu đó, 10 lon là cá tính lắm á. Xinh là được cái tốt nhất, mà không gái xinh thì cũng xinh. Nói chung là có mẫu hình lý tưởng nào không? Hòa Minzy và cá tính như Hòa Minzy là được. Mẹ em có dặn điều gì khi đi tìm vợ không? Mẹ em bảo là mà vợ mà cá tính mà chị được mày á, thì là về nhà là không phải rửa bát, không phải nấu cơm, là mà em làm hết cho. Chị em được hả? Em thôi, ừ. Đúng rồi. Dạ, chào anh Quỳnh Linh. Trời ơi. Nó sững sờ liền đấy chưa, sững sờ.
xinh đó. Dạ, cảm ơn. Rất là điện ảnh cũng nha. Cũng phản phất của Hòa Minh Di đó. Lanh lợi lắm á, mạnh mẽ cá tính luôn. Ừ. Lý do tại sao ế? Ở trong cái môi trường, thứ nhất là môi trường của em á thì là trên á thì là các anh sếp thì hầu như là đã có gia đình hết rồi. Còn sau á thì mình nhân viên dưới mình á thì những cái bạn đấy thì còn quá trẻ và em cũng không thích những người trẻ. Cái hai là em có một đứa em trai và em muốn là lo cho em của em trai của em 20 tuổi. 20 tuổi rồi mà tại sao em lại phải nghĩ chuyện phải lo cho em? Em trai của em là từ nhỏ đã không được lanh rồi, không được thông minh như người ta. Là em trai đưa... có đây không? Dạ có kìa. Cho anh gặp em trai chút đâu. Nhà em thì là bốn anh chị em lận, em còn một đứa út là 5 tuổi á. Em muốn là bố mẹ em lo cho thằng út. Còn cái em này thì có lẽ là không được lanh thôi, nhưng mà vẫn rất là chịu khó làm việc. Thì em muốn là đưa vào đây để mình phát triển bản thân nó hơn nữa. Nên là em sẽ mong là tìm một người bạn trai là cũng sẽ chia sẻ với em được cái vấn đề này. Phải lo phụ với em trai này. Đúng rồi. Có thương chị không? Có ạ. Giờ mong muốn điều gì ở chị? Em mong chị kiếm được một gia đình hạnh phúc. Em nếu mà chị em tìm được em đi cũng không làm trên đây nữa, thì phải về nhà phụ bố mẹ để chị ở đây chăm lo cho bạn trai toàn ý. Nhưng mà chị lấy chồng rồi ai lo cho em? Thì chắc là bố mẹ em sẽ lo, hoặc là em đi sẽ cố gắng tự lập bằng mọi cách. Bây giờ em trai thấy anh này có hợp với chị không? Cũng được ạ, anh ấy cũng khá đẹp và cũng thông minh ạ. Em thấy chắc chị hợp với chị hơn. Rồi, cảm ơn em trai. Em đi với ai? Em đi với bạn thân em, cũng từ Bắc ra đây khởi nghiệp với em. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Thấy là bạn nữ rất là xinh gái, như hoa hậu vậy. Wow. Rất là mong là bạn gái cho bạn mình cơ hội và bạn bấm. Cảm ơn em. Bây giờ mình mở rào thôi. Mở rào đi. Mở rào. Wow. Chào bạn. Em chào anh. Em có món quà để tặng anh, thì hiện tại là bây giờ em sẽ tặng cho anh cả cặp. Tại vì nếu như mà tí nữa anh mà bấm nút á thì em sẽ lấy lại một ly. Tại sao lại vậy? Để hy vọng là hai cái ly này sẽ nhanh về cùng chung một nhà. Còn ví dụ anh không bấm nút anh phải tặng em lại cả đúng không? Dạ không, em sẽ tặng anh luôn để anh tìm được một người thích hợp với mình. Thì chắc chắn là... Rồi, để tính sau em. Trời ơi, đẹp quá. Wow, ly đẹp thật anh. Đẹp đấy. Cốc thì phải có nước. Đấy, thì mình tặng ly nước cam. Rất xin lỗi bạn, tại mình xuống đây nó khá là vội. Dạ, không sao. Nên mình cũng chưa kịp chuẩn bị cái gì. Hy vọng là tối nay mình thể dẫn bạn để tặng quà nặng. Tôi làm bán Mây Hòa 7 năm tôi thấy lần đầu tiên tặng ly nước cam. Mình chào bạn. Bạn tên Xoan đúng không ạ? Ủa? Mình cũng khá ấn tượng với... Cái mặt mình già lắm rồi, mình đừng có gọi mình với bạn nữa. Mình gọi anh với lại em đi nhá. Em dạ. Rất là xinh. Em là anh bối rối quá. Em là anh bối rối quá. Cười tươi lên coi Giang, cười tươi lên. Cho cô ấy kiểm tra răng coi được. Răng anh đẹp không em? Dạ cũng được. Nếu như mà anh đi công tác xa mà khi mà mình hẹn hò thì một tháng anh sẽ sắp xếp cho em được bao nhiêu ngày? Ít nhất là 3 ngày. Còn em trai em thì anh nghĩ là thứ nhất là để cho em trai em tìm được một cái đam mê mà để phát triển. Chứ còn nhiều khi anh thấy bao bọc quá nó không là cái tốt. Có lẽ anh thấy em còn nói chuyện đỡ run hơn anh. Đấy, nên khả năng là xử lý tình huống của em ý rất là tốt. Chứ không, anh thấy em nói sai. Sai. Dạ, ý là em cũng đang cho em trai em đi làm. Nên là để làm, để biết được là mình phù hợp với công việc gì để tiếp tục. Em có đưa tiền cho vợ được không? Được anh. Em giữ tiền thấy đau đầu quá. Nên khả năng là thôi, ai giữ thì giữ. Mua gì em có cản không? Người ta mua một là cũng vợ đẹp thì cũng là vì mình mà anh. Anh cản làm gì anh? Ừ, hay quá, hay quá. Nào, chúng ta sẽ quyết định trong 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Cảm ơn. Chúc mừng đấy. Nào, để nắm tay Được bạn được. Tay bạn ấm đấy. Và một điều đầu tiên đó là nụ hôn. Em xin phép anh xin phép em với lại nếu mình được hôn bạn được không? Đấy. Bông trắng là bông xanh nè, chỉ cần ta cùng bên nhau và cùng chung một cơn mới chứ đừng bến bồi. Bên lỡ để anh hỏi mà không hề mong chờ. Wow, quá dữ, quá dữ. Mời bạn nam.
mời các bạn. Rồi, mời em giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Và xin chào quý vị khán giả và bạn nam. Rồi. Em xin tự giới thiệu, em tên là Khánh Đông. Em năm nay 24 tuổi. Quê gốc em ở Cần Thơ và hiện tại thì em đang sống ở Sài Gòn. Hiện tại thì em đang là giáo viên. Em giáo viên dạy cái gì em? Dạ, em giáo viên dạy mầm non. Mầm non. Rồi, mời bạn nam. Kính chào quý vị khán giả của Gan Rét. Đang thế này mà chị đi. Bình tĩnh nào. Gần xa. Chào anh người đến anh Cát Tường, bạn gái của chị. Vậy chị Cát Tường, chị Cát Tường. Chào bạn. Hơi bối rối chút xíu. Em hôm nay là 27 tuổi. Hiện tại là nhân viên phân phối xuất nhập khẩu trái cây ngoại nhập. Dạ, em sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em ở khu Đức. Quê đâu? Dạ, quê em ở khu Đức. Dạ, thủ của Đức. Kế bên quận 12, đó giáp ranh với Bình Dương. Là đâu? Thành phố Hồ Chí Minh. Nó nằm khu vực nào? Đối diện em à. Em ở gần ngay ngã tư Bình Phước á. Là sao? Chỗ nào? Hiện tại em sống ở quận khu Đức. Bạn gái cười rồi kìa. Giận chi tí cho nó vui thôi. Khớp nhưng mà dễ thương lắm. Điểm mạnh điểm yếu của bạn đi, bạn làm luôn đi cho đỡ rung. Điểm mạnh là của em là ăn nhiều nói nhiều. Em ăn bằng cái khâu á. Khu cái máng chưa. Dạ. Nói thì em nói nhiều lắm. Cái hạn như là anh Nguyễn Linh rảnh thì nói chuyện em cả ngày. Nhưng mà trừ khi là em đừng đói bụng quá được rồi. Điểm yếu của em là nhát gái. Với lại em hay ưa nói chuyện mà gung gung lắm. Với cà lâm hạn như bây giờ. Vậy là nãy giờ đang gung đó phải không? Dạ. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Em thì có một vài ưu điểm như là mọi người thường nhận xét em là dễ gần, dễ tính. Em thì biết hát, biết múa chút chút thôi, biết đọc rap, biết nấu ăn chút chút. Thôi bây giờ anh kia anh gung quá đâu, em đọc rap thử coi. Bữa giờ lên đây chưa ai đọc rap. Cô ơi cô từng đi lấy chồng, về Tây Đô bên dòng sông tôi ngồi hát. Cô nghe đó trời ơi, cô từng đi lấy chồng, để tôi ngồi buồn bên bề hát ly cây bông. Ơi họ là họ ơi, trăm đầm gì đẹp bằng sen. Em xinh đẹp không cần bằng khen, mới tí tuổi mà đã biết thẹn. Gồ bồ kết nên tóc em đen, dáng dịu dàng và đang trang. Đừng vội về nhà chi sớm em ơi. Khoan, bông trắng là bông xanh nè. Chỉ cần ta cùng bên nhau và cùng chung một cơn mới chứ đừng bánh bồi. Bên lỡ để anh hỏi mà không hề mong chờ. Quá dữ. Nếu sao bạn nam đọc sao lại nam như bên kia được. Dạ không, em mới đọc luôn. Bạn có tài lẻ gì không? Dạ không luôn. Hay không, em thấy hay không? Dạ quá hay luôn. Mà này thiếu nhạc xíu nữa. Cái đó nãy giờ điểm mạnh không ha, còn em có điểm yếu gì không, nói cho bạn trai nghe luôn. Tính em vội vàng rồi hơi nóng tính xíu, gọi là hậu đậu hay quên, rồi nhút nhát nữa. Lúc âm nhạc đâu thấy nhút nhát đâu. Dạ âm nhạc thì bung lụa, còn có nhiều cái ví dụ như sợ mấy con côn trùng như dán nhọn kia. Tình trường thì sao? Tình trường thì em nó trải qua hai mối tình. Mối tình thứ hai thì chia tay cách đây một năm rồi. Chuyện như là không thể chấp nhận được. Không chấp nhận được cái gì em? Tại vì lúc đầu em thấy ảnh cũng man lắm. Nói chung ủa rồi khúc sau hết man hả? Cái qua cái cử chỉ và hành động á thì hả em nghi là người này không có men. Dễ xứng dễ sợ dữ tính. Rồi đó là sao anh? Anh Linh nãy giờ check em khẳng định với cô ấy em là ai? Dạ em là nam 100%. Em trải qua mấy mối tình rồi em? Em có hai mối tình, mà mối tình đầu thì em năm hồi 17 tuổi. Trời ơi sợ. Thứ hai em chia tay khoảng hơn một năm rồi, đang tìm hiểu khóa học hợp thì không có quen nhau. Có hôn chưa? Dạ chưa có. Thiệt không? Dạ thiệt. Mối tình trước 17 tuổi có hôn không? 17 tuổi thì có hôn. Chắc kỳ vậy, 17 tuổi thì có hôn mà bây giờ thì không hôn. Hồi nhỏ sao vậy em? Thấy mấy người lớn á, người ta thấy người ta hôn mà mình hôn thấy hôn theo. Người ta sao lúc lớn không hôn? Thì lúc lớn rồi thấy đang quen thôi, chừng nào mà vợ em mới mới hôn. Trời đất ơi. Còn yêu nhau cũng chưa hôn luôn. Yêu nhau mà yêu quá thì chắc em làm liệu luôn. Rồi mẫu bạn gái của em muốn tìm là người như thế nào? Cao khoảng chừng 1m55, gọi là nước da mà ngăm, tóc dài. Màu đen hay thích truyền thống? Em thích một nửa, cái gì cũng nửa. Điểm gì em không thích ở người bạn gái? Ăn nhậu rồi hút thuốc. Dạ. Em có ăn nhậu hút thuốc nhiều em? Dạ không. Xăm mình. Ví dụ mà xăm mông thì được. Hả? Sao vậy? Tự nhiên xăm mình mà không được mà xăm mông được là sao? Hả?
Dạ, có nghĩa là hay về xăm mình á, thì người ta sẽ lúc nào người ta cũng khoe ra thì giống như giang hồ á. Dạ, còn xăm mông thì không ai mà đưa ra đó. Dạ, nếu mà đưa chỗ kính. Có nghĩa xăm mông là để mình em coi thôi thì được. Dạ. Còn xăm mà cái gì mà ngoài người ngoài thấy là không được. Nếu mà xăm mông á mà bạn gái nó cho phe người ta coi á, muốn vậy thì em cho luôn. Người quan trọng dám không? Chắc dám à. Không ai, em thấy không ai đi ra đường mà đưa cái mông ra. Rồi bây giờ là mình chuẩn bị để kết hôn chưa? Dạ thì chuẩn bị về mà gọi là tinh thần rồi. Em và ba mẹ em thì gia đình thì được, ok. Còn quan trọng là bạn gái có chấp nhận em không thôi. Ủa em có bị gì không mà bạn gái không chấp nhận? Không có, sợ em không chuẩn men. Em chuẩn 100%, sợ người ta nghi ngờ mình phải khẳng định. Tại sao là mình sợ người ta nghi ngờ mình? Tại vì thấy bằng đồ thấy nó màu sắc quá. Mấy cái chị cho em chọn áo em nè. Em đem tới mấy cái áo? Ba cái áo. Áo màu xanh, màu vàng, màu đỏ. Tôi tưởng ổng đem màu đen, màu xám, màu vàng. Mà mấy chị chương trình chọn cái màu vàng. Trời ơi. Tại chị dặn em là mặn đồ mà sáng sáng. Thì em vô em thấy thì nó là em vô thì sáng là màu trắng là sáng. Còn cái này là nổi. Dạ màu trắng thì nó em không thích màu trắng. À dạ. Em thích nhất màu gì? Dạ em thì thích thì dạng như là màu đỏ. Màu đỏ hợp với em. Mai mốt lấy vợ về rồi tiền ai quản lý? Thì vợ quản lý. Dạ ông Lý em có nhiều em đưa hết. Đưa hết luôn. Đưa hết luôn. Rồi tới hồi cần cái gì xin lại vậy? Không có gì, nếu mà em không ví dụ mà cho thì lấy, không cho rồi thôi. Rồi không cho tiền đâu xài. Khi mà em ví dụ giả sử trường hợp bị bể bánh xe ơi, thì em alo cho vợ. Anh nói em ơi anh bị bể bánh xe anh không có tiền. Vợ em ví dụ mà thấy vậy á phiền phức quá mốt đưa tiền em được rồi. Em muốn lấy mà có chuyện gì anh cũng kêu em hết trơn á, đúng không? Vậy đây là một cái kế sách hay á chứ. Được. Hay á, chịu anh rồi đó nha. Được. Đây có duyên lắm à. Lấy anh này về không sợ buồn đâu em ha. Được á. Rồi để anh coi bên thằng gái thế nào nha. Dạ anh chào anh Quỳnh Linh. Chào anh gái. Bây giờ em nghe anh bên đó anh nói chuyện thấy sao? Dạ vui, hài hước. Vấn đề làm dâu á sao em? Vấn đề làm dâu thì chị em thì ở riêng rồi, còn có mình em rồi, cho nên nếu mà em đi rồi ở nhà có mình ba mẹ. Tức là em đang ở với ba mẹ luôn? Dạ đúng. Nếu anh về nhà em ở luôn được không? Dạ được. Để anh hỏi dù ở rể có được không? Em gái bên đây cũng dễ thương lắm. Em ấy cũng muốn ở nhà chăm sóc bố mẹ. Rồi thí dụ bên kia đàn gái mà ta đặt vấn đề là bắt rể thì em nghĩ sao? Dạ thì bắt rể thì cũng được, nhưng mà đừng bắt em luôn được rồi. Ví dụ mà đừng phải cho em về, ví dụ mà hai vợ chồng về thăm ba với mẹ thì cho chứ. Dạ không có, em sợ nhiều khi rồi không cho về, ông không cho về nè, ông về là ông chết luôn. Em á dứt bắt luôn rồi chết luôn á. Em hay khóc không? Nếu mà tùy theo trường hợp. Trường hợp nào em rơi nước mắt rồi? Trường hợp thì vậy chứ, như là như thế, như là người yêu mà chia tay á thì đó là mình rơi nước mắt á. Nhưng mà cái cảm giác đó em chưa bị à. Giờ hôm nay bạn gái đi với ai? Em đi với ba của em. À có ba theo hả? Xin chào MC Quyền Linh, MC Cát Tường. Tôi là ba của Khánh Đông. Thì cái phần còn lại á thì để cho tôi nói quyết định. Còn về cái phần mà nhận xét á, con tên gì nè? Dạ con tên Tiền, Nguyễn Văn Tiền. Nguyễn Văn Tiền. Dạ. Hình dáng thì như là khỏe mạnh, chắc chắn, cao ráo, thì cũng đẹp trai đó, chững chạc, như này vui tính. Rồi điều đó thì chú cũng chịu rồi. Nhưng mà có vấn đề nãy vừa nói, vấn đề mà có bắt rẻ hay không á thì chắc chắn là chú không để bắt luôn đâu. Vì Khánh Đông thì ở với chú. Cô chú thì cũng gần 60 rồi. Dạ. Nhà thì rộng chứ không có hẹp đâu, ở quận 8. Thì có điều kiện mà hai đứa cho nhau cơ hội mà tiến tới hôn nhân á thì chắc lẽ ở với chú có được không? Nên chú hỏi thẳng luôn. Cũng gần dạ, ở thành phố phương mấy quên nãy bố nói. Dạ con ở quận Thủ Đức. Thủ Đức là đâu? Cũng gần Thủ Đức. Dạ. Thì Thủ Đức là nói về là con giáp ranh Bình Thạnh. Quận 9. Bình Dương. Quận 12. Nói có người chị thì đã gả rồi. Dạ. Đã riêng rồi. Mình thấy nếu mà gả nữa đi nữa thì cô đơn lắm. Kể như bây giờ chú đồng ý rồi đó ha. Dạ. Thì giờ chờ chỉ trao quyền lại cho mấy đứa trao cơ hội thôi. Chú đồng ý, nhiều khi bạn gái con ví dụ sau này vợ con thì không đồng ý cũng như không luôn. Thì con gắng thuyết phục mà chắc được nghe lời chú mà không sao đâu rồi nha. Dạ. Cảm ơn chú ạ. Rồi. Em đi với ai? Những ba bạn đồng nghiệp của em và chị họ em nhưng mà khác họ. Dạ.
Dạ, em kính chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là chị làm chung công ty với em Tiền. Thì em gái này rất là dễ thương. Theo mà kinh nghiệm mà với em Tiền bao nhiêu năm á, thì em gái này cũng nằm ở trong danh sách một số bạn gái mà Tiền đưa ra tiêu điểm. Chị cũng mong là hai đứa em là có cơ hội để tìm hiểu với nhau. Rồi, cảm ơn chị. Thôi, bây giờ kéo màn lên ha. Dùng nói ví dụ mà thứ bảy nhật cho về không đó nha. Kéo màn lên. Mời bạn. Dạ, anh chào anh. Hồi nãy anh có nói với em, anh chưa có nói là có khuyết điểm. Bạn nhắc tặng quà kia. Anh có món quà gửi em. Nói hiện tại là công việc của anh đang làm. Dạ, cảm ơn. Dạ. Em cảm ơn anh. Cho em gửi. Chị cảm ơn em. Dạ. Chắc là trái cây rồi ha. Dạ. Cho em gửi anh trái cây. Là cái gì đây? Dạ. Thì cái gì đó chứ anh đưa lên mở rồi biết. Còn mấy kia cho ai? Dạ mấy kia là cho mấy bạn ở dưới quay phim. À dạ, dạ. Dạ. Có quà quay phim nữa. Không cho mấy quay phim là đâu có cái vỏ xin gì đâu. Dạ. Bắt đầu có nhận xét gì vậy em? Nói chung là hơn những gì anh mong đợi. Đẹp gái. Mà anh thấy anh giống như là anh nãy anh nói chưa nói hết điểm anh á. Là anh xấu trai. Nhưng mà anh thấy anh giống như là Ngô Mà Dương đi công chúa. Không, anh nhìn anh cũng được mà. Làm gì tệ Ngô Mà Dương vậy? Ngô Mà Dương. Đẹp là trai mà. Sao không tự tin gì vậy? Bác trai khen đẹp mà. Ngô Mà Dương đi công chúa nhưng mà hai vợ chồng đó anh. Không, đẹp trai. Để cho anh thoải mái xíu, em chỉ anh một đoạn rap á. Em một hát đoạn rap đi bây giờ, một câu thôi coi. Anh có nói anh không biết rap, không biết hát gì giờ, anh biết múa minh họa không? Nát dở lắm. Vậy anh diễn đi. Thôi để anh cố gắng để anh hát cho em nghe, mà em đừng có chê dở nha. Khi em ngồi bên bao nhiêu buồn phiền xong anh biến tan. Nè. Tiếp đi. Tự tin lên nào, tiếp đi. Em như ánh sáng sao cho đường tình anh không sai lỗi. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời, yêu không hoang thang. Chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Đôi khi những lúc vui vui gần hàng xin em bỏ qua. Sao mà anh buồn quá giờ? Anh hát bài yêu mà sao mà anh buồn quá giờ? Mà anh có đôi mắt vui chứ. Mà anh buồn là anh căng thẳng á. Thôi vậy giờ anh hát tặng anh nha. Em chỉ cần một người xin em đi ăn món ngon mỗi ngày. Em chỉ cần một người sẽ khiến em cười vui. Cổ muốn là nếu người chồng cổ thì hôn cổ mỗi ngày, được không? Được không? Vẫn đi ăn luôn. Ăn là sở trường anh mà. Anh đã nói chuyện mà hôn mỗi ngày kìa. Hôn mà hôn cũng được. Anh thương là anh hôn hết. Em thích trai hay gái em? Nói chung trai gái sao cũng được. Con chồng là dạy nó được không? Em là giáo viên em phải dạy nó được rồi. Lỡ như mình dạy con ta được, còn con mình dạy không được sao? Không có, anh có cách trị hết. Không nghe lời là anh không cho ăn trái cây. Trời giống em á. Ví dụ mà hai đứa mình tiến xa, em muốn ở đâu? Ba nói rồi, bắt rễ đó. Không, tại nãy nói nhỏ anh không nghe rõ. Quận 8. Quận 8 là đường nào em? Quận 8 đường Dương Bá Chẹt. Ngay cầu Nguyễn Văn Cừ đó. Anh ở Thủ Đức hả? Anh ở Thủ Đức. Được rồi. Em có những khuyết điểm vậy á, nãy á, rồi anh có chấp nhận được không? Tướng anh về chứng men chắc được, anh chấp nhận được hết á. Cái quan trọng là em có một điểm mà tốt là được rồi. Show ca gì anh chấp nhận được hết. Em thấy anh bị chuẩn men thì có quen nhau mà có cái gì đó khó khăn á, anh có cùng em vượt qua những cái khó khăn trong tình cảm không? À. Anh sẽ vượt hết đó em. Người ta nói cái câu như thế này rằng đường đi tuy khó, không khó. Khó ở chỗ là ngăn sông cách núi mà. Anh xin lỗi. Nhưng mà anh sẽ nói chuyện ra là xuất phát từ trái tim của anh mà cho em biết. Và anh hy vọng anh và em sẽ cùng đập trái tim với nhau. Biến trái tim trên màn hình đó thành một trái tim màu của tình yêu. Anh nghĩ rằng khoảnh khắc này là thật tuyệt vời. Khi chúng ta về già, ngày nói con cháu chúng ta biết rằng ngày xưa ông và bà đã quen nhau như thế này. Và hạnh phúc cho đến ngày hôm nay. Và
nắm tay nha, giặt nha em. Hấp không em? Dạ. Hay quá. Hay quá. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Ủa sao không bấm? Rồi bây giờ hai bạn nắm tay nhau đi. Một cái hôn đầu tiên. Rất tuyệt vời chàng trai. Rồi, Hoàng Nam giới thiệu về mình đi. Em tên là Hoàng Đức Hiền. Năm nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là dạy nghề sơ cấp, ngành sửa chữa laptop. Quê bạn ở đâu? Quê gốc bố em là ở Nam Định. Em sinh ra từ nhỏ tới lớn ở đây. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em đây quê ở Tây Ninh. Vui vẻ hoạt bát, tính tình dễ thương. 24 tuổi mà chưa có người thương, cho nên em mới tìm đường đến đây. Nói hoài người ta bảo nói nhây. Em xin ngắn gọn như vậy thôi nha. Tên em không phải loài hoa, cỏ xanh thanh thảo mới là tên em. Mọi người thấy thơ có được thì cho em xin chèn pháo tay. Bạn có mấy mối tình rồi? Thực ra là chưa có mối tình nào. Chỉ có điều là mình cũng có thương người ta, nhưng mà cũng tìm hiểu nhưng mà thấy chưa có phù hợp. Có phải bạn khó quá không? Không, sợ mình dấn lấn sâu quá rồi đến lúc mà mình cảm thấy không phù hợp mình chia tay thì cũng tội người ta. Cho nên là em tìm người đúng ý thì em chỉ như vậy thôi. Bạn nữ nói kỹ hơn chút xíu về công việc của mình. Dạ, hiện tại thì em là nhân viên văn phòng ạ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì được mọi người đánh giá thì cũng vui vẻ, tốt bụng, em cũng biết nấu ăn, thích làm bánh, lâu lâu cũng có ga lăng xíu. Ga lăng là sao? Tại vì em thấy có nhiều bạn ví dụ như mà làm trên đồ nặng không nổi hay gì là em thường hay lên giùm. Rồi coi, men dữ vậy? Em cũng hơi bị men. Vậy điểm yếu của mình là gì? Cũng có cái bệnh hay lâu lâu hay bị tái phát. Nên giờ mình làm gì? Với lại em mà bực bội thì em dễ nổi điên lắm. Bạn có mấy mối tình rồi? Dạ, nếu như em nhớ không làm mà tính tới bây giờ hình như là vẫn chưa có. Chưa có? Lý do tại sao chưa có? Hồi đó đi học thì em không có nghĩ đến cái chuyện yêu đương, cứ lo học thôi. Với lại ở nhà thì có bà chị yêu sớm hay bị đau quýnh nên em không dám yêu. Xài cô giáo dạy. Còn sau này thì tính em lâu lâu cũng hơi trẻ con, thích mặc những cái trang phục mà cũng hơi dí dỏm xíu. Nên bạn em cũng nói đùa thì mấy bạn trai không dám cua, tưởng chưa đến 18 tuổi. Bạn thật sự muốn có bạn trai, muốn lập gia đình chưa? Thì em cũng muốn bạn ấy sẽ là tình đầu cũng là tình cuối của em. Rồi, bạn nam với những cái chia sẻ của bạn nữ, bạn thấy như thế nào? Có hơi chút làm biến đó. Dạ, nếu có làm biến thì em làm hay sao vậy? Có làm việc nhà được không? Dạ được. Nấu cơm, nấu ăn gì được không? Dạ không, em không nấu được. Nhưng mà mấy việc như rửa chén mà... Bạn nam có điểm mạnh, điểm yếu gì không? Điểm yếu của em thì thật ra là không có sở trường. Ví dụ như là về ca hát là gì là không có sở trường đó. Cũng hơi nóng tính. Bạn mong muốn tìm người bạn gái như thế nào? Dạ, người bạn gái thì nhẹ nhàng, người thật thà, trách nhiệm với gia đình. Về ngoại hình á? Cao trên 1m55. Vậy thôi. Vậy thôi. Bạn gái bên này chưa có mối tình nào, bạn nghĩ sao? Thì bên đây cũng chưa có mối tình nào. Nói chung là cái này không có kinh nghiệm nhiều. Bạn muốn một người bạn trai có ngoại hình như thế nào? Ngoại hình không quá ốm mà không quá mập. Để anh Hoàng xem như thế nào. Để xem nha. Rồi, chào bạn. Chàng trai bên đây có vẻ hơi nhút nhát, không có kinh nghiệm về tình trường dữ lắm. Em có sợ gặp người đàn ông ít kinh nghiệm trong tình yêu không? Cái vấn đề là em cũng không quan trọng lắm. Thì mình ít kinh nghiệm thì mình từ từ mình quen xem mình có kinh nghiệm. Em có những cái điều gì mà em không thích, em có thể chia sẻ với bạn trai để bạn ấy rút kinh nghiệm. Dạ thì em không thích bạn trai là hút thuốc, nhậu nhiều quá. Đặc biệt là em ghét nhất ở bạn trai là khi đi chơi với bạn gái mà hay mang dép. Giống như kiểu như nó không lịch sự. Mang gì bạn vậy? Không ăn dài. Mang dép đâu có sao đâu, nhiều khi mang cho nó thoải mái mà. Thì ví dụ mình quen lâu quá rồi thì không sao. Còn nếu như mình mới quen mà mình đi chơi với nhau mình cũng phải mặc đồ gọn gàng lịch sự xíu. Em không thích. Tôn trọng nhau đúng không em? Dạ đúng rồi. Còn gì nữa? Em thích con trai hơi lãng mạn. Lãng mạn ha. Lãng mạn. Cái này quan trọng đối phụ nữ lắm. Em có lãng mạn không? Cái đó em không biết nữa. Em không biết hả? Kỹ thuật. Kỹ thuật làm... hơi khô khan quá hả? Đúng rồi. Em nghĩ xem một cái tình huống nào đó mình tổ chức trong đầu đi. Làm sao để cho bạn gái thấy lãng mạn nè. Em thích cái tổ chức cái cầu ánh sao ở quận 7. Được không được là sâu xuống hồ luôn. Được đâu đó. Thôi giờ đi. Sinh nhật bạn gái em tổ chức là như thế nào? Chắc dẫn đi ăn rồi. Sao nó bình thường vậy? Ngày thường cũng dẫn đi ăn vậy. Sinh nhật phải có cái gì nó lãng mạn hơn chứ.
Nhưng mà lãng mạn là bạn lãng mạn sao ta? Đó coi, hỏi tôi hỏi ai? Ai đi cô gái? Chưa nghĩ luôn hả? Chưa nghĩ được. Đó, cái đó rồi, phải học anh Linh nha. Rất lớn. Ha. Rồi, thôi chút được nữa rồi. Là vậy. Để từ từ ngồi nghỉ đi chút xíu qua mình hứa với bạn kia. Cao nhiêu? Dạ cao 1m77. Được, bên này chuẩn là 1m70. Có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em là hay quên. Ví dụ như em mà gặp một người một lần em không nhớ. Hoặc là hay để quên đồ. À, trước khi kéo màn lên đây hai anh em bàn nhau coi tính sao cái vụ lãng mạn nha. Rồi, hôm nay mình có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ. À có mẹ hả? Rồi chào bác. Con trai bác hiền quá. Quyền Linh với chào. Dạ chào cô. Nếu mà nói mà để mà kiếm một người chồng mà chuẩn mực á thì bác không nói thêm hay nói bớt gì. Hiền là rất là ok. Dạ. Rất là ok, tại vì nó tính tình, nó tính cách với lại cái phong cách của gia đình là như vậy. Dạ. Còn nếu mà đòi hỏi mà để mà lãng mạn, để mà tình tứ mà nói chăng hoa thì không có. Kể cả cái gia đình bác cũng không có những cái chuyện đó nữa. Phụ nữ bây giờ á, trong cái cuộc sống hiện đại thế này cũng cần một chút lãng mạn nào đó. Nhưng lãng mạn trong khuôn mẫu, lãng mạn theo như mình hiểu, theo như Quyền Linh nói, lãng mạn là ví dụ như đi cà phê, cà pháo, hay đi ngắm trăng, hay đi du lịch, dạ, hay là đi chơi, hay đi Vũng Tàu, Mũi Né vậy đó. Dạ, lãng mạn mà thực tế hả bác? Là thực tế, chứ dạ, đừng có nói mà lãng mạn là anh phải tặng cho em những bó hoa này hàng tuần, anh sẽ này kia thì hơi bị khó. Tại vì với một công việc của nó rất là thực tế. Dạ, cái đó lãng phí. Đúng rồi, công việc của nó rất là thực tế, làm ra đồng tiền không phải dễ, nếu dạ, mà làm những nó không phải đại gia. Dạ, con cũng thích vậy á, con thích không thích ai tặng quà, con đặt ngần quà thôi. Nhưng mà chủ yếu là bản chất của gia đình là nghề nghiệp nó phải vững, cuộc sống phải ok. Dạ, vấn đề lãng mạn thì con không nghĩ là phải cần giống như là thường xuyên tặng hoa giống như cô nói thì mình cần. Ừ. Nhưng mà nghề lâu lâu mình làm cho không, cái... Không, nó không làm được chứ, thì biểu dạ, nó làm nó không làm được chứ. Kể cả nay biểu nó đi mua bó hoa, nó trời mua gì, tìm hoa mệt quá, không biết mua sao nữa, nó không biết đâu. Nói chung là rất dở. Cũng Dũng như đi ăn thì thằng này ok lắm, ăn tiệm nào ok lắm. Dạ, thế vậy được rồi bác, có thực mới vực được đạo. Bác thấy cô gái bên kia như thế nào? Nếu mà đúng về thì để nói như thế nào thì bác không có quyền xen vào cái chuyện tình cảm của hai đứa đó. Nhưng mà khi đã lên tới đây thì hãy cố gắng cho nhau một cơ hội. Dạ. Cơ hội để làm gì, thí dụ như tìm hiểu tới được là một cái tốt. Còn không được nữa thì hai đứa vẫn làm bạn tốt được mà con. Dạ rồi, cảm ơn bác ạ. À, bạn gái mình đi với ai? Mình có ai dạ, đi không? Với chị họ với lại mấy bạn. Chào em. À, em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh ạ. À. Em thấy Thảo cũng khá là chỉnh chu rồi tính tình thì hoạt bát với lại vui vẻ nữa anh. Nhưng mà Thảo có hay tính trẻ con thì không biết là anh có chiều bạn gái của mình được hay không? Chiều được không? Được, anh này chiều được. Nhìn thấy ảnh hiền lắm. Cảm ơn hai cả nhà nha. Bây giờ thì hai bạn sẽ gặp gỡ nhau. Kéo màn. Nói chứ cũng cần một chút xíu lãng mạn nào đó nha. Bạn thấy mình sao? Tướng thì chắc phải ngoài sức tưởng tượng của em rồi. Là anh cao hơn những gì em nghĩ. Thì anh cũng đẹp trai. Nhưng mà nhìn cái nhìn mà anh vui tính mà sao em không nghĩ là tính anh lại trầm tính như vậy. Không tính anh trước giờ nó vậy. Khi nào mà quen á, quen mà lâu lâu thì anh mới tự nhiên được. Chứ mà mới gặp thì ai cũng anh nói anh vậy. Cái phần này thì như anh cũng giống em về cái phần đó. Thì mới đầu gặp thì ai cũng nghĩ em là em khó gần. Thì sau khi mà quen thân rồi mới biết là em nói nhiều tới cỡ nào. Tính anh thì khá nhiệt tình. Khi mà công việc hoặc là chơi thì rất nhiệt tình. Anh nói anh khó tính ở chỗ là giống như anh làm là làm mà chơi là chơi. Thì anh có nhận xét gì về em? Em khá xinh xắn. Với lại anh nghĩ em là người khá lanh. Có vẻ rất là chủ động. Anh với em mà hẹn hò thì em muốn anh dẫn em đi đâu? Thường thì á, em không quan trọng chỗ mình tới. Em chỉ quan trọng là người đi chung với mình là ai thôi. Thì đi bất cứ nơi nào thì chỉ cần có người đó thì đều là chỗ có thể hẹn hò được. Em sẽ tặng bạn gái những món quà như thế nào? Mình phải xem là bạn tâm lý bạn gái là thích cái gì mình sẽ tặng. Em thường thích những cái gì đó thiết thực thôi anh. Chứ em không thích hoa đâu. Hoa để chân rồi cũng để bỏ à. Cũng hên quá, anh mua gốc bông. À, tưởng quên luôn rồi chứ. Quên. Bởi vì... Cái gì? Bởi vậy em nói là em hay quên. Đúng ra là anh phải nhắc em. Trời ơi. Đúng ra đó. Anh đứng đó làm gì không nhắc người ta. Trời ơi. Đi cưa gái mà bắt con đi nhắc nữa. Đâu rồi, gấu bông đâu rồi. Em xin gấu bông. Trời ơi. Lô vô thôi. Cào liền chứ. Cào dễ sợ không? Cào quá.
Chắc hồi xưa giờ không có tặng ai nữa, quên à. Rồi, một câu nào đó để tỏ tình với nhau, để thuyết phục nhau. Hôm nay mình đến đây là cũng có duyên. Anh hy vọng là sau chương trình này chúng ta cùng xây dựng hạnh phúc. Thì em đã đến đây thì em đã muốn cho mình một cơ hội rồi. Mong là sau này mình có thể tiến xa hơn trong mối quan hệ. Cảm ơn. Hết thời gian. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ, có 3 tiếng đếm để quyết định có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn nha. Cặp đôi này đúng là rất là hiền đây. Nào hãy nắm tay nhau. Cảm giác như thế nào? Lạnh quá hả? Bạn Nam cảm giác như thế nào? Trùng quá chị ơi. Cả hai người đều là mối tình đầu và hy vọng là mối tình cuối luôn nha. Hey. À, xin chào, trời ơi, hoành tráng quá. Mời nhà gái. Mời cô gái của chúng ta ngồi. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chương trình. Chào MC, thần tượng của em. Chào bạn gái bên kia. Em rung quá. Rung gì? Thoải mái lên nào. Em là Đinh Kim Trí, sinh năm 1984, 38 tuổi. Em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, làm việc. Ở quận mấy? Ở nhà em hộ khẩu thì ở Gò Vấp. Còn em thì làm việc ở quận 9, mà bây giờ là thành phố Thủ Đức. Thì em hiện tại bây giờ thì làm hai công việc song song. Thì một là lái xe, tuổi nghề 20 năm. Hai là làm, em có nhận làm hỗ trợ các bạn giảm cân online. Giảm cân online hả? Dạ. À, là sao? Là Trí ơi, chút nữa mình gặp nhau riêng nha. Tôi có nhu cầu giảm cân lắm à. Tôi đang tính nói bên đây nè. Tôi giờ cũng giảm cân nặng quá, khó chịu mà. Giảm hoài không được. Càng giảm nó càng lên, không hiểu sao. Bây giờ thì tới nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan. À, anh Quỳnh Linh. Xin chào. Và em chào bạn trai bên kia ạ. Và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Lê Thị Minh Sâm, năm nay em 34 tuổi. Sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Và em là một nhân viên văn phòng. Sâm là thấy khỏe rồi đó. Khuyết điểm của mình là gì Trí? Dạ thì em nghĩ thì ưu điểm của em có lẽ là kỷ luật. Kỷ luật. Kiên trì. Kiên trì. Em làm như quân đội vậy đó. Kỷ luật rồi kiên trì nữa. Mệnh lệnh này kia ha. Dạ. Thì khuyết điểm của em thì có lẽ là cái sự tự ti á. Cách đây khoảng 6 năm rất tự ti. Vì cái trọng lượng của em nó tới 170kg. Trời đất ơi. Vậy em đi đâu có nổi chứ. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì cái đó nó là cái cơ duyên á. Để em làm được cái công việc hiện tại thứ hai bây giờ. Dạ. Mà sao mà em nghị lực em hay quá. Anh giảm có 10kg mà giảm hoài nó cứ lên hoài luôn. Giờ em còn nhiêu? Giờ em còn 97. Trời ơi. Quá xuất sắc luôn. Nể phục luôn. Nghị lực nào cho anh biết coi. Hoàn cảnh em nó khá đặc biệt. Biệt thì, là sao em? Thì em trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Em cưới vợ rồi. Dạ. Em ở em đã bao nhiêu năm thì đổ vợ? 4 năm anh. 4 năm. 4 năm. Dạ, 4 năm. Thì sống được với nhau 4 năm. Có con chưa? Dạ chưa. Ừ. Nhưng khi mập quá dạ. Có con cũng khó. Dạ đúng rồi. Gần như là bị tật nguyền chủ quan vậy đó. Là không làm được những việc của một người đàn ông bình thường làm. Và chủ quan đó là gì? Là ăn nhiều quá. Ăn quá nhiều. Đó là sự thật. Sao giống anh quá ta? Ăn quá nhiều. Dạ. Rồi sao vợ bỏ? Thì bây giờ một người đàn ông thì bị tật nguyền thì em không thể làm được những cái việc của người đàn ông bình thường làm được. Đơn giản hơn là đứng lên ngồi xuống em làm không được. Thì người đàn ông bình thường làm được thì họ sẽ có động thái, họ chọn người đàn ông bình thường. Đúng rồi. Dạ. Cũng trách ha. Dạ. 170kg lết không à. Đó là nghị lực của em để em giảm cân. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Dạ. Bây giờ em làm chuyện đàn ông được chưa? Dạ được rồi. Không chừng tới anh là mình phải bước qua để mà mình thể hiện cái lòng ngưỡng mộ về nghị lực của bạn này đó chị.
dạ. Rồi 170 kg rồi chắc mặt bự lắm á. À, tất cả những cái hình ảnh đó thì... Dạ, xin mời quý vị hãy xem lại hình ảnh của anh Trí vào cái thời điểm 170 kg ạ. Tăng tăng. Chết rồi, tôi gần bằng ổng rồi ông ơi. Nghị lực để vươn lên. Cảm ơn. Anh giảm cân trong vòng bao lâu? Em mất khoảng tổng các đợt siết xả dữ thì khoảng 2 năm. Quá giỏi. Siết xả dữ hả? Dạ. Siết xả dữ là sao? Đó, tức là nó không có liên tục anh. Thì cơ thể mình chịu không nổi đâu. Ví dụ như mình siết nó xong rồi mình xả ra. Siết là nhịn ăn á hả? Không. Nó cũng là một phần ăn kiêng. Nhưng mà nhịn ăn thì nó cũng phải là nhịn ăn. Thì giữa các lần đó thì mình phải xả ra bớt. Chứ không thôi cơ thể chịu không nổi thiếu chất. Biết cái nghị lực đó rồi. Bởi vì không, bản lĩnh đàn ông không có. Mình phải xuống cân để có bản lĩnh đàn ông, đúng không? Hay quá. Anh xin được thể hiện cái lòng ngưỡng mộ của em dành cho anh. Đúng nha. Tôi qua thăm nhà gái coi sao. Chào em gái. Dạ. Dễ thương. Em ưu điểm, khuyết điểm là gì? Ưu điểm của em thì năng động, vui vẻ, rất là hài hước. Và luôn có suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống. Tốt, luôn luôn suy nghĩ tích cực. Và luôn luôn đem đến tích cực cho mọi người. Vậy là tốt lắm. Em có thích người bự 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 không? Dạ thích. Thích hả? Dạ. Đường tình duyên mình sao rồi? À, em có 2 mối tình đơn phương với 1 mối tình chính thức. Nhưng mà nó cũng không có kéo dài lâu quá. Bao lâu? Dạ, mối tình chính thức thì khoảng gần 1 năm. Còn mấy mối kia chắc không chính thức chứ nó... Dạ đúng rồi. Nó nhanh lắm đúng không? Dạ đúng. Như một cơn gió thoảng đúng không? Dạ đúng rồi. Nãy giờ nghe anh Trí bên kia đó, anh nói anh có gia đình rồi 4 năm mà không có con. Dạ. Thì bây giờ coi như anh đã lỡ một con đò rồi đó. Dạ. Em có suy nghĩ gì không? Em nghĩ thì vấn đề đấy cũng không có quá có vấn đề gì hết, em thấy cũng bình thường. Nói chung là quan trọng là cái cách sống của người đó như thế nào và cái ý chí của người đó như thế nào trong cuộc sống, cách đối nhân xử thế thôi. Ý chí có rồi đó, thấy không? Dạ. Rồi, ok. Rồi bây giờ mình giảm cân thành công rồi đó, mình mong muốn cái người bạn gái của mình như thế nào? Thì em đã từng là người bị kỳ thị về ngoại hình. Thì em về ngoại hình thì tất cả những cơ sở vật chất bên kia đều được tôn vinh. Em không quan trọng về ngoại hình. Dễ thương quá. Giờ là bên đó là sao cũng được, còn bên đây sao? Yêu cầu mong muốn một cái người yêu, một người chồng tương lai của mình như thế nào? Nếu mà về tính cách thì em nghĩ chắc em thích một người giống như anh. Đó là người đàn ông của gia đình, em thích một người đàn ông của gia đình. Anh bắt đầu mập rồi đó nha. Tôi nhịn 3 ngày tôi không ăn, tôi húp cháo không. Ngày thứ tư tôi ăn 3 con gà luôn. Đau lòng, thiết là đau lòng luôn. Thành ra thôi bây giờ mình dứt khoát mình sẽ nghị lực như anh Trí ha. Chắc phải gặp ảnh riêng rồi. Đúng rồi, phải gặp riêng thôi. Có phương pháp chứ. Bây giờ thì... mình hỏi người thân đi. Đúng rồi, có ý kiến người thân sao? Anh Trí đi với ai? Dạ không, em có đi với cái bé này là bạn em gái hỗ trợ em trong cái công việc hiện tại. Và có một em kia là em rể của em. Thì em có mời được top 1 quyền lực... À nhầm, top 2, top 1 đang coi TV ở nhà. Em nhầm, top 2 quyền lực trong gia đình là bố em. Chào chương trình, chào hai MC. Trước mắt đó thì chú thấy là đẹp được. Nhưng mà cái chú thấy không quan trọng bằng chí nó thấy. Chú thấy là coi như là cái chương trình lớn như vậy mà tổ chức một cái cuộc hẹn hò này thì chú ở góc độ gia đình chú cũng muốn là cái cuộc hẹn hò đầu tiên này cũng là cái bước đệm cho những cái cuộc hẹn hò sau này của hai đứa. Và trong quá trình tìm hiểu thì hai đứa sẽ tiến tới cái kết quả hôn nhân. Chú rất muốn là vậy. Bằng chứng là coi như cho tới bây giờ nó chưa có gì hết. Đó, thành ra chú rất mong muốn. Chú rất mong muốn. Dạ, rồi cảm ơn chú nhiều. Dạ, đi với anh. Đi với bạn đồng nghiệp ạ. Đồng nghiệp. Dạ. Em chào chị Ngọc Lan và chú Quyền Linh. Thì em là bạn đồng nghiệp của chị Sâm. Thì theo em cảm nhận về cái anh bên này á, thì em thấy về ngoại hình á, thì ảnh khá là ok.
Về tính cách thì em thấy là ảnh cũng khá là nghị lực và kiên trì. Và em thấy là chị của em sau khi mà trải qua mối tình một năm thì em thấy là chị chỉ cần một người kiên trì thì chị sẽ, cái mối tình nó sẽ kéo dài và sẽ đâm hoa kết trái. Được rồi. Thôi, vậy được rồi. Dạ. Hai người đã nghe góp ý gia đình rồi, bây giờ mình gặp nhau thôi. Dạ. Bỏ rào. Chuyện là của Trí nha. Bắt đầu đi em. Trời, làm nhớ hình ảnh ngày xưa. Trời, thằng bạn có bao lâu. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, đây chị cầm giùm cho. Dạ. Em có một món quà, đó là một cuốn sách để tặng anh. Trong cuốn sách này là nó nói về những cái điều mà tốt và tích cực trong cuộc sống của mình rất là nhiều. Nên là em hy vọng là anh sẽ đọc cuốn sách và cũng cảm nhận được những điều tốt đẹp và tích cực trong cuốn sách mang đến cho anh. Hai người ba mươi mấy năm mình mới gặp nhau đó. Mình coi cái cảm nhận sao nè. Để cảm nhận là cái khuôn mặt này mình có thể chịu đựng được bao lâu. Thì anh cũng hy vọng rằng em cho anh một cơ hội để có thể là kiên trì lại từ đầu. Vượt khó lần ba. Nếu mà nói về thì em muốn hỏi anh là nếu mà tính cách của anh á thì anh có thể mô tả một chút xíu về tính cách của anh cho em hiểu được không ạ? Thì cho em hỏi là cái công việc của anh á, giờ giấc mình nó có ổn định không ạ, hay là nó phải đi sớm về khuya nhiều ạ? Mặt hàng của mình giao á thì nằm trong cảng các lái và khách hàng là những công ty và họ nhận hàng giờ hành chánh thôi. Cái ngành nghề thì thật ra ngành nghề nào nó cũng là tốt hết, không có cái ngành nghề nào mà nó xấu. Nhưng mà em thì tại vì nếu mà làm chồng tương lai của em mà làm nghề tài xế thì em cũng khá là lo. Lo là đúng. Dạ. Nhưng mà thật ra lo là đi lái xe đường xa thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Anh Trí thì chỉ có lái xe giao hàng từ chỗ Bình Dương hả? Dạ đúng. Lái các lái đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Cái tay cái lái tới lấy lưu xe gì? Xe tải anh. À trời, xe tải. Dạ. Bằng lái là gì? FC. FC đó. Ánh sáng ảnh giao, chiều ảnh về. Anh ghé nhà em chở em lên Bình Dương. Xong cái sáng mà anh chở em về nhà, cái anh chở xuống tra giao hàng, anh giao hàng cái anh giao em luôn. Đó, giao đi đâu? Đến giao nhà gái tôi đi đâu? Giao đi đâu ai biết. Tôi nói vậy thôi còn tùy ông Trí giao đi đâu giao chứ. Tôi chỉ tự nhiên tính đi giao con gái nhà người ta. Theo anh là vậy đó. Dạ chắc cũng để suy nghĩ. Suy nghĩ đi em. Suy nghĩ. Hai người tiếp tục đi. Dạ sở thích của anh là cái gì ạ? Sở thích của anh thì chắc có lẽ là ăn kiêng. Ừ. Và ăn uống thì đúng rồi. Tập thể dục. Đúng rồi. Dạ. Tại vì nó đã duy trì hơn 4 năm rồi. Dạ. Quen rồi ha. Dạ đúng. Dạ, dạ đúng rồi. Nó quen. Giờ bỏ tập không được đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Thì là anh phải ăn theo chế độ riêng của dạ, anh. Dạ đúng hả? Đúng. Dạ đúng. Rồi lỡ như cưới em về rồi là ăn theo chế độ của anh luôn. À, tại vì chắc em thằng con tép luôn. Ai làm vậy? Mà anh không ăn cái đồ gì? Cái này khó. Một tháng anh có thể ăn cùng với em khoảng 5 lần. Ổn mà. Anh xả mà. Anh có thể cháy với em 5 lần trong tháng về thực phẩm. Chúng ta hòa chung với nhau thực phẩm. Nhưng mà bình thường thì xin em là cho anh nấu đồ ăn của anh. Dạ. Bây giờ nè, tôi xả hết một tháng ăn chung em luôn. Em ăn gì không ăn đó. Em muốn 170kg không? Thì ăn xong một tháng xong rồi em và anh cùng ăn kiêng giảm cân luôn á anh. Chết luôn á. Thôi em ơi, em cái này là, cái này là chị can nha. Đây là thôi bây giờ đồ ăn của ai nấy ăn đi. Ừ. Chứ em đừng có để cho anh. Bây giờ mà anh mà xả ra một cái là anh trở về liền. Nên luôn á, tội nghiệp anh. Dạ, là dạ, anh dạ. Ngồi đâu ngồi tại chỗ. À, đúng rồi, dạ, đúng rồi. Em bỏ anh ta đi. Lúc đó là bỏ người ta đi nữa. Dạ dạ, em đồng ý, em đồng ý. Nói chung là dọn lên ăn chung. Dạ. Nhưng đúng mà rồi. Đồ ăn người đó ăn. Đúng 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 đúng. Dạ đúng, đúng, dạ, đúng rồi. Gấp qua gấp lại được, nhưng em gấp của ông được nhưng ông đừng gấp của dạ, em. Đúng, dạ, dạ đúng. Nhưng mà thật sự dạ. Ra em ăn theo cái cách nấu nướng của bên này cũng rất là tốt cho cơ thể. Dạ. Tại vì hiện tại em cũng, dạ em cũng ăn theo chế độ. Nói chung là bên em cũng ăn uống theo dạng kiểu healthy chứ em cũng không ăn quá nhiều. Đúng rồi. Dạ ăn cũng ăn ít. Thì nói chung ở trên này thì cũng không có nhiều thời gian thì cũng chưa đúng. Có hiểu hết về nhau. Thì nếu mà vậy thì mình cứ cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Đúng nếu rồi. Mà thật sự nếu mà hợp á
Tiến tới thì rất là tốt, còn nếu mà không được thì mình vẫn em vẫn muốn làm là bạn bè. Thì anh có đồng ý như vậy không? Nếu mà thực sự là nếu mà em và anh tìm hiểu mà không thực sự là không hợp á, thì mình vẫn có thể là bạn bè được, vẫn chia sẻ được mọi không thứ. Không, cái này anh xin nói thẳng luôn, quan điểm tình yêu của anh một là tất cả, hai là không là gì cả. Chúng ta không quen được thì thôi, thì nhà ai nấy ở thôi, đơn giản. Dạ em tôn trọng vậy. Quan điểm là vậy đúng không? Dạ em quan điểm. Rồi bây giờ mình nói rõ hơn. Bây giờ thí dụ như kết hôn với nhau. Dạ. Thì ở đâu? Thì em ở Bình Dương, em ở với ai? Bình Dương thì hiện tại bây giờ thì em chưa có nhà đâu. Nhưng mà em thành phố Hồ Chí Minh có nhà không? Ở nhà thì ở nhà của Daddy đây. Còn em thì em sẽ thuê một cái chỗ nhà trọ để gần cái xe của em. Để em đi làm nó về, nó khỏi về. Bây giờ ba ở với ai? Ba thì ở với mẹ. Thì thật ra là em có ở, nếu mà kẹt quá về nhà ở được không? Ok mà. Ok không? Em nhà tất cả đều hoan nghênh cái chuyện đó. Nhưng mà đôi khi em không thích cũng được. Cần thiết thì mua nhà thì cũng có thể là bình thường. Được không? Được, em đảm bảo được. Đảm bảo em tự tin. Dạ. Mua nhà được là được rồi. Mua nhà được là được. À, với cái nghề mà xe tải cao lắm. Lương cao dẫn chương trình luôn. Tôi biết mà, tôi lái xe tôi biết. Bằng FC là dữ lắm á. Thấy không? Hà đừng có lo. Lương văn phòng với em hai người cộng lợi khá à. Mua đất đâu thành phố cũng lâu lâu chứ mua đất Bình Dương này kia nhanh à. Thí dụ vậy á. Đó là mở ra một cái con đường mà mình có thể cảm nhận được. Em ở đang ở nhà với ai? Dạ em ở nhà của chị gái em ạ. À chị gái. Dạ chị gái. Rồi. Ở Bình Dương đúng không? Bình Dương dạ. Bây giờ lấy chồng theo về chồng cũng được đúng không? Dạ được. Ừ. Mà kẹt lắm mình mua nhà ở Bình Dương ở gần chị gái cũng được đúng không? Dạ. Thế ông chạy về đây thì ghé nhà gọi giúp ông già. Chạy về kia có bà chị vợ. Dạ. Có vợ nữa. Ở đâu cũng được hết trơn á. Đúng không? Dạ được. Đúng rồi. Bình Dương khu công nghiệp quá trời. Đúng rồi, thậm chí giờ không cần lái ra về chở đi chơi thôi. Hoặc là bậy nha. Cái này thì cản nha. Mệt. Tốn xăng tốn dầu mà nó không ra tiền nữa. Tự nhiên đi chơi bằng xe tải nó cũng kỳ ha. Ừ. Nếu mà được thì một thôi em nè. Nếu mà được. Anh thích con trai hay con gái? Con gái. Em cũng vậy, em thích con gái. Hai đứa con gái còn tốt. Chồng nè, mình cần cảm xúc và cảm nhận đúng không? Nắm tay nhau, hãy nhìn thẳng vào đáy mắt nhau, nhìn sâu vô mắt coi nó còn gì đúng không ha. Đó rồi cảm nhận đi. Để em hát một câu của bài Ước Gì đi. Đúng rồi, nhìn dạ. Nhìn anh ấy hát, nhìn vào anh ấy. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em gặp anh một lần, em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi. Được quá chứ. Thôi cho em về lại, anh đến luôn. Em chịu hết nổi rồi. Chịu hết nổi hả? Rồi về đây. Tôi lái xe thôi, tập hát bài hai bài chơi vui chứ. Khô khan lắm hả? Dạ. Nhưng mà tình yêu là phải lãng mạn nha. Dạ. Vậy em có khô khan trong chuyện tình yêu nha. Bên tay trái kìa. Chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan nha. 1 2 3 Hết thời gian. Đã bấm. Chúc mừng. Nắm tay nhau nào. Nắm về nè, nắm về nè. Đó, nắm chặt vô. Bao nhiêu lâu chưa nắm tay con gái rồi? Chắc phải 2 năm. Mấy năm rồi đó hả? Mấy năm vừa qua toàn là nắm tạ không hả? Dạ đúng giờ rồi. Giờ nắm tay con gái thấy như sao? Nắm tạ với vô lăng không? Dạ đúng rồi. Tay nó chai hết rồi. Dạ, nó chai hết rồi. Bàn chai, tay chai sần đó. Nhưng nó nhiều cảm xúc. Nắm tiếp đi. Nắm chặt chứ nắm gì khác rồi. Thấy có khác với nắm tạ không? Dạ khác. Khác chứ. Dạ khác. Nó nắm tạ là nguyên cái tạ luôn á. Rồi bây giờ nè. Lâu rồi chưa hôn? Thôi anh ơi, miễn cho em. Em rùng quá anh ơi. Bây giờ mà hôn không được là chú Linh sẽ nói là mất bản lĩnh đàn ông. Đúng. Ôi. Cái vụ kia cũng không được đó. Hôn được mấy dạ vụ. Rồi cho em xin hôn bạn gái lên tóc. Dạ.
Hùng sao mà tao thấy bản lĩnh đàn ông á. Hùng sao tao nói không có bản lĩnh đàn ông đi. Ngày má. Tập anh tập. Đó, ba thấy cười khoái rồi đó. Chuẩn bị có cháu nội nha ba. Ông này lâu lắm rồi, bản lĩnh dồn nén rồi đó. Được không anh? Dạ em cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn chương trình. Dạ. Ok. Thôi, bây giờ thì chúng ta đã có giây phút nói chuyện thật lòng với nhau rồi. Những gì mình nói mình giữ lấy lời nha. Và vấn đề thực hiện để làm sao chăm sóc cái mối tình này được thăng hoa, nó đơm hoa kết trái. Dạ. Để chúng ta có thể về chung một nhà. Dạ. Để hỗ trợ, chăm sóc, chia sẻ với nhau suốt cả cuộc đời này các bạn nha. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn chị. Rồi.